Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối đầu tuần tại Hoa Kỳ ngày thứ hai, bây giờ là khoảng gần 7 giờ tối các bạn. Ở Việt Nam, các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Và hôm nay đó chúng ta có rất nhiều những tin tức như là các bạn đã nhìn thấy Thuận đã để sẵn những cái Windows để mà chia sẻ với các bạn. Chúng ta có những cái thông tin liên quan tới Binance. Đặc biệt đó là các bạn thấy đồng BNB đã có một cái sự tăng trưởng ngày hôm nay. Mặc dù là chúng ta thấy là có những đồng như là Bitcoin hay Ethereum thì tăng trưởng nhẹ, nhưng mà BNB BNB đây thì tăng trưởng nhiều hơn trong khi nhiều altcoin hôm nay là một màu đỏ. Thì tại sao vậy các bạn? Thật ra chúng ta có cái thông tin lớn liên quan tới là chính phủ Hoa Kỳ đòi sàn Binance phải đóng phạt hay là sẽ bị kiện các bạn. Nhưng mà tại sao đồng BNB lại tăng? Tại vì đây đã nghe như là một cái tin tức xấu. Chúng ta sẽ nói về cái thông tin này một lát nữa. Chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới SEC đã để đơn để mà kiện sàn Kraken thì chuyện này là sao các bạn? Chúng ta cũng có những cái cập nhật liên quan tới Bitcoin Spot ETF từ đây cho đến đầu tháng 1 đó chúng ta sẽ nghe rất là nhiều những thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF các bạn tại vì càng ngày càng tới gần và chúng ta hôm nay cũng không ngoại lệ nghe một cập nhật đến từ ARK Invest và chúng ta tiếp tục thấy cái sự hào hứng và cái sự chào đón Bitcoin Spot ETF và thị trường này đến từ những công ty tài chính lớn tôi sẽ chia sẻ những chi tiết trong video này với các bạn và nhiều thông tin ở bật khác đầu tiên hết đó, thì giờ chúng ta hãy nhìn vào chứng khoán của Hoa Kỳ các bạn thì cả ba chỉ số hôm nay đã cũng rất là xanh chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq ngày hôm nay đã tăng 1.13%. Chúng ta có S&P 500 đó thì tăng 0.74% và Dow Jones hôm nay tăng 0.58% các bạn. Free market bây giờ đó thì cũng không có thay đổi nhiều. Chỉ có Nasdaq Futures là tăng 0.12% mà thôi. Và tuần này đó là tuần mà các bạn đã biết là có ngày lễ lớn tại Hoa Kỳ. Đó chính là ngày thứ năm là ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn. Và ngày thứ sáu chính là ngày lễ Black Friday. Thì tuần này đó chúng ta không có nhiều những cái sự kiện lớn đâu. Chúng ta chỉ có một sự kiện đó chính là liên quan tới văn bản hợp của Fed cách đây 3 tuần tại vì họp xong đó thì 3 tuần sau văn bản hợp mới được công bố. Thông vẫn không hiểu tại sao mà lại lâu như vậy các bạn, tại sao mà họp xong không phải là vài ngày sau có văn bản mà phải đợi tới 3 tuần sau mới có và thường đó thì sẽ không có vấn đề gì đâu các bạn tại vì những gì mà được chia sẻ bởi chủ tịch John Powell sẽ phù hợp với lại cái văn bản sẽ được chia sẻ nhưng mà chúng ta hãy chờ đợi xem cái văn bản có gì khác biệt hay là không. Nhưng mà đó cũng không phải là tin tức gì lớn trong tuần này đâu. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay đã nhận được những thông tin lớn và chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu thì hôm nay không có thay đổi nhiều các bạn ở mức là 77 đô 60 cent thì chúng ta thấy được là giá dầu cũng như vậy từ 70 tới 80 đô một cây mức mà đã ổn định một thời gian dài rồi. Chúng ta nhìn thấy được là vàng ngày hôm nay đó thì tiến tới rất là gần 2.000 đô một lần nữa các bạn ở mức là 1.992 đô. Crypto đó thì chúng ta có thể nhìn riêng vào Bitcoin hôm nay đây thì tăng nhẹ các bạn bây giờ mức là 37.574 đô Ether thì đã hơn 2.000 đô Trong khi altcoin thì rất nhiều altcoin hôm nay là màu đỏ chúng ta nhìn thấy được là đối với lại thị trường chứng khoán đó, thì chúng ta có Nvidia các bạn Nvidia đã đạt được đỉnh cao mới ngày hôm nay và chúng ta nhìn thấy được là đây là một trong những cái cổ phiếu rất là hot năm nay các bạn Nvidia đó, nếu chúng ta nhìn vào có sự tăng trưởng từ đầu năm tới bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy được đó có sự tăng trưởng là 244 phần các bạn 244 phần sự tăng trưởng là không thua gì những crypto hết các bạn Nói chung đây là một trong những cổ phiếu mà đang rất được săn đón và chúng ta đã thấy được là đã kết thúc ngày hôm nay ở cái đỉnh cao mới. Và đương nhiên cái sự hào hứng từ Nvidia đó chính là liên quan tới AI các bạn trí tuệ nhân tạo tại vì nhiều người sẽ sử dụng con chip của Nvidia để train những cái mô hình AI của họ cho nên cái nhu cầu đã tăng lên. Trước đây đã nhiều người đặt câu hỏi tại vì các bạn đã biết là Nvidia ở đây thì họ sản xuất rất nhiều những cái card đồ họa và phần lớn card đồ họa đó là bán cho những người mà họ đi thu mua để mà đào Ethereum và nhiều người đặt câu hỏi là khi Ethereum chuyển thành Proof of như là hiện bây giờ đó không còn đào nữa thì Nvidia có bị ảnh hưởng lớn hay không tại vì những card đồ họa đó đó thì đương nhiên vẫn có thể bán cho những người mà họ dùng để mà chơi game hay là dùng để mà edit video nhưng mà có thật sự là có nhu cầu lớn như những người mà mua để mà đào y hay không khiến cho nhiều người cũng lo lắng và cuối cùng chúng ta cũng đã biết là Ethereum đó đã hoàn toàn chuyển thành Proof of không còn sử dụng hệ thống Proof Work hệ thống đào nữa nhưng mà cái trend AI đến thật đúng lúc các bạn thì tiếp tục đẩy giá của cổ phiếu Nvidia tăng lên tới đỉnh cao mới ngày hôm nay. Nhưng mà đó không phải là cái tin lớn tôi muốn chia sẻ đâu các bạn. Chúng ta có thể nhìn vào thị trường crypto. Thì hôm nay đó như đại thuận vừa chia sẻ, Bitcoin thì tăng trưởng nhẹ các bạn ở mức là khoảng 37.500 đô. Ether đây cũng tăng khoảng chừng 1%, BNB đây thì tăng 6.8%, nhưng mà khi nhìn vào tổng thị trường nên chúng ta thấy được là phần lớn là màu đỏ, xuống khoảng chừng là 5 tới 10% các bạn tùy theo là các bạn nhìn vào đồng nào. Chúng tôi bây giờ hãy nói tới những tin tức lớn ngày hôm nay thì đầu tiên hết cái hồi sáng này chúng ta đã có một cái tin tức rất là lớn đến từ Bloomberg các bạn. Thì Bloomberg đã đưa tin là chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu hơn 4 tỷ đô la từ Binance để kết thúc dự án hình sự và CZ dự kiến sẽ phải đối mặt với các cáo buộc. Và vụ việc này đã có được giải quyết sớm nhất vào cuối tháng này các bạn, nghĩa là trong vòng 10 ngày tới đây. Thì chúng ta thật sự chưa có bao giờ nghe nói tới cái thông tin chính thức đến từ Bộ Tư pháp hay là bất cứ đơn vị nào đang điều tra Binance về cái phương diện hình sự chúng ta đã biết là SEC kiện Binance và CFTC cũng kiện Binance Nhưng mà đó là cái vụ kiện dân sự mà thôi Còn về hình sự đó chúng ta chưa bao nghe nói chính thức Nhưng mà chúng ta cũng đã từng nghe nói đến thông qua một số người Trong đó chúng ta có Thượng nghị sĩ Cynthia Loomis Chúng ta cũng đã từng nói đến cách đây vài tuần đó khi mà ở Thượng viện Thì Thượng nghị sĩ Loomis cũng đã đề cập đến là có một cuộc điều tra liên quan tới Binance đang diễn ra Và lúc đó là lần đầu tiên chúng ta nghe một người nào đó có thẩm quyền nói là có cuộc điều tra đang diễn ra các bạn còn những cái thông tin chúng ta đọc trên mạng đây chỉ là những cái suy đoán mà thôi thì đó là chúng ta đã nghe từ thượng nghị sĩ Lumus nhưng mà ngày hôm nay đó tin tức từ Bloomberg thì nó cũng phù hợp và bây giờ đây các bạn thấy được là con số tới 4 tỷ đô la để kết thúc cái vụ điều tra hình sự này tới bây giờ đó vẫn chưa có bất cứ một khởi tố nào chính thức hết các bạn nghĩa là những cái thông tin chúng ta nhận được ngày hôm nay là đến từ Bloomberg chứ chưa có một cái thông tin chính thức nào khởi tố sang Binance hết. Và dựa theo thông tin thì nếu như mà đóng 4 tỷ đô la tiền phạt thì sẽ kết thúc cái vụ điều tra này và sẽ không có bất cứ một cái sự khởi tố nào hết. Và chúng ta đã thấy cái tin tức này đã dẫn đến là giá của BTC cũng đã có sự tăng vọt trong thời gian ngắn. Và chúng ta cũng thấy được là đồng BNB cũng đã có sự tăng trưởng ngày hôm nay. Thì tại sao vậy? Nghe như là thông tin rất là xấu thì Thuận đã chia sẻ với các bạn trên những mạng xã hội. Nếu như mà tin từ Bloomberg về Binance sẽ chính xác. Chúng ta vẫn chờ đợi để mà xác nhận, nhưng mà những thông tin này thì Bloomberg rất là nhạy các bạn chỉ nên thuận nghĩ độ chính xác cũng rất là cao. Thì đối với thuận đây là một tin tốt các bạn, không hẳn là tin xấu đâu. Tại vì đã từ lâu đó có hai điều làm cho thị trường lo lắng. Thứ nhất là Tether có đủ tiền để mà đảm bảo một đồng Tether là có một đô la hay là tài sản tương ứng hay là không. Và thứ nhì nữa là sàn Binance có gặp vấn đề gì hay là không liên quan đến pháp lý. Chúng ta đã biết về Tether đó thì chúng ta đã thấy là gần đây họ đã công bố rất nhiều những cái đợt đầu tư thì cho thấy là họ có tiền. Cho nên cái sự cảm giác chung của mọi người chúng ta không có nào biết chắc chắn được nhưng mà dựa theo những cái báo cáo tài chính đến từ Tether từ những công ty xác nhận thứ ba thường nhớ đến thường họ sử dụng video hiện bây giờ đó là công ty kiểm toán và chúng ta cũng đã thấy là Tether bị điều tra bởi rất nhiều những cơ quan và nhất là ở New York các bạn nhưng mà cuối cùng cũng không có bất cứ một bằng chứng thực sự nào chứng minh được là Tether đã có gian lận gì thì đó là những gì chúng ta biết thì tới bây giờ đã cảm giác chung của mọi người là có thể một thời gian nào đó Tether thật sự không có đủ tiền để mà đảm bảo một đồng USDT là có một đô la hay là tài sản tương ứng nhưng tới bây giờ đã có thể là đã đầy đủ rồi cái phần còn lại là Binance rất nhiều người lo lắng Tại vì chúng ta nghe rất nhiều những cái tin đồn là Binance đang bị điều tra hình sự và Binance là một sàn rất là lớn các bạn có giao dịch không hề nhỏ. Nếu như mà bị vấn đề gì đó thì sẽ là một chuyện lớn trong thị trường crypto này. Nhưng mà chúng ta nhận được thông tin này ngày hôm nay từ Bloomberg. Nếu như mà Binance thật sự là thỏa thuận đóng phạt Cái này các bạn nên hiểu là con số cuối cùng nó có thể thấp hơn là 4 tỷ đô la rất là nhiều Đây là con số có thể là ban đầu mà thôi Nếu như mà họ thỏa thuận và họ chấp nhận đóng tiền và họ có tiền để đóng đó, Thì coi như đã giải quyết được một vấn đề lớn cho thị trường trước cái mùa tăng trưởng kế tiếp các bạn trước ngày Bitcoin halving thì nói chung đây là cái thông tin mà thùng cảm thấy là tốt các bạn có khoảng là xấu đâu và cho tới bây giờ đó chúng ta cũng đã biết tại sao anh ấy giờ bốn ngón tay lên rồi các bạn <laughs> tại vì bộ tư pháp <laughs> 4 tỷ đô la <laughs> Thôi nói giỡn cho bạn một chút mà thôi Không biết là 4 tỷ đó đó là tại vì uh, CZ đã biết trước Hay là bộ tư pháp cho CC các bạn Dơ 4 ngón thì được 4 tỷ đây <laughs> Như bạn nói là hơn quá không dơ cả 5 ngón hay là 10 ngón Và nhiều bạn nói là biết gì CC dơ hai ngón là được rồi <laughs> Đó là cái thông tin lớn đầu tiên ngày hôm nay Thông tin lớn thứ nhì đó cũng là cái thông tin xấu luôn các bạn liên quan đến sàn Kraken thì chúng ta nhận được thông tin là SEC đã đệ đơn để mà kiện sàn Kraken. Lý do tại sao các bạn thì đây là chi tiết SEC đó cáo buộc là Kraken đã vận hành một nền tảng giao dịch trực tuyến Nơi mà khách hàng có thể mua và bán tài sản tiền điện tử từ năm 2013 Sàn Kraken là một chuyến sàn rất lâu đời các bạn, đã 10 năm rồi Và dựa theo SEC đó, nhiều tài sản được giao dịch trên sàn Kraken là hợp đồng đầu tư Theo lực chứng khoán của Hoa Kỳ Có nghĩa là họ nói trên sàn Kraken giao dịch nhiều chứng khoán SEC cũng cáo buộc là đôi khi Kraken giữ hơn 33 tỷ đô la tài sản crypto của khách hàng và trộn chúng với tài sản của chính mình. Điều này tạo ra rủi ro mất mát lớn cho khách hàng của họ. Thêm vào đó, đôi khi Kraken giữ hơn 5 tỷ đô la tiền mặt của khách hàng và trộn một số tiền mặt của khách hàng với tiền mặt của chính mình. Kraken thậm chí đôi khi trả chi phí hoạt động trực tiếp từ tài khoản ngân hàng chứa tiền mặt của khách hàng. Đây là những cáo buộc đến từ SEC các bạn Thì đi thường chia sẻ bài điều này với các bạn Điều đầu tiên là SEC nói Trên sàn Kraken có một số những chứng khoán trên đó Thì những chứng khoán đó là gì? Đây là cái list được chia sẻ bởi SEC các bạn Trong cái văn bản kiện Họ đề cập đến đồng Cardano, AXS, Algo, Adam, Julius, Cody, Dash, File, Flow, ICP, Mana, Matic, Near, Omisego, Sand và Solana Đây là những đồng được nêu tên trong vụ kiện này thì điều mà các bạn thấy có một đồng mà không có trong danh sách này đó chính là đồng xrp các bạn đồng xrp đồng ripple không có ở đây thì tại sao các bạn? Tại vì SEC đã, đã không thành công chứng minh đồng Ripple là chứng khoán trong một điều kiện với lại công ty Ripple thứ nhì nữa là chúng ta biết Ethereum cũng không có ở đây và chưa bao giờ SEC đề cập đến Ether hết. Tại vì sao các bạn? Tại vì SEC tuy là không nói ra nhưng mà đã chấp nhận Ether là hàng hóa dựa trên hành động của họ và hành động gần đây nhất của họ đó chính là chấp nhận Ether Futures. Cho nên hai cái đó không có ở đây. Thì những đồng còn lại đó là những đồng mà họ đã nêu tên trên đây các bạn. Toàn là những đồng lớn và cũng là những đồng mà nhiều bạn quan tâm đến thì đó là điều đầu tiên họ cáo buộc sang Kraken là cho giao dịch những đồng này là chứng khoán cái này cũng không gì là quá lạ đâu các bạn họ cũng đã từng cáo buộc tương tự liên quan tới Coinbase nhưng mà cái điều thứ nhì họ cáo buộc đó thì nó khác với lại Coinbase mà nó giống như Binance US hơn tại vì SEC đã cáo buộc là Kraken đã trộn lẫn crypto và trộn lẫn tiền mặt với nhau nghĩa là cái account của họ và cái account của khách hàng đó thì trộn lẫn với nhau. Điều này dẫn đến rủi ro mất mát tiền. Điều các bạn nên lưu ý đây đó là họ nói đây chỉ là một rủi ro mà thôi chứ chưa có xảy ra. Có nghĩa là cho tới bây giờ chưa có một ai nói là mình bị hại bởi sàn Kraken hay là mất tiền. Bởi sang Kraken hết các bạn Cho nên lúc nào SEC cũng nói là bảo vệ như nhà đầu tư Nhưng mà thật ra là họ đang bảo vệ ai các bạn Trong khi không có bất cứ nhà đầu tư nào lên tiếng nói là cần SEC bảo vệ hết Và chúng ta cũng đã nhớ là trong vụ kiện liên quan đến Ripple đó Không những là không có nhà đầu tư nào đứng về phía của SEC Mà ngay cả những nhà đầu tư XRP đó Họ đệ đơn lên trên tòa án nói là SEC đang làm hại họ tại vì SEC kiện không Ripple dẫn đến đồng XRP xuống giá dẫn đến tổn thất cho họ. Người mà đang làm hại họ chính là SEC chứ không phải là người bảo vệ họ. Thì đây là những cái cáo buộc của SEC đối với là sàn Kraken. Nhưng mà tôi muốn nhắc nhở các bạn nhớ là sàn Kraken họ đã từng bị phạt bởi SEC rồi. Cách đây không lâu các bạn năm nay luôn hồi tháng 2 đó, sàn Kraken đã bị phạt 30 triệu đô la và lúc đó đó là về cái phần staking. SEC nói là staking crypto là một cái hành động chứng khoán và Kraken phải đóng phạt 30 triệu và họ cuối cùng đã chấp nhận dừng dịch vụ staking của mình và đã trả phạt là 30 triệu đô la và nhiều người cho đây là một cái hành động gọi là thất bại của Kraken tại vì các bạn thấy được là SEC đó có thể nhìn Kraken là một cái công ty mà dễ bị ăn hiếp cho nên bây giờ họ mới tiếp tục kiện trở lại Kraken đã bị kiện đóng phạt rồi bây giờ là bị kiện một phần khác nữa các bạn cho nên nhiều người nói đó đối với SEC cũng giống như là các bạn đối đầu với một ai đó mà thích ăn hiếp các bạn các bạn chỉ có hai lựa chọn mà thôi một là các bạn tránh người đó hai là các bạn phải đối đầu chứ các bạn không thể nào mà thụt lùi và hèn yếu được các bạn nếu như không đó thì các bạn sẽ mãi mãi bị ăn hiếp và nhiều người cho là sàn Kraken đã chấp nhận đóng phạt một cách đơn giản không giống như là Coinbase, không giống như là Binance, không giống như là Ripple dẫn đến SEC bây giờ đó trở lại và kiếm thêm tiền từ Kraken các bạn. Đó là cái thông tin lớn thứ nhì ngày hôm nay liên quan đến sàn Kraken và cái này nó cũng không có liên quan đến nhiều bạn đang xem video này đâu tại vì thông biết là phần lớn các bạn cũng không có sử dụng sàn Kraken. Đây là một cái sàn lâu năm nhưng mà nó không phải là sàn lớn nhất tại Hoa Kỳ các bạn. Bản thân thuận nó cũng không có dùng sàn Kraken. thùng có account nhưng mà cũng chưa bao giờ lên đó để mua bán như thế các bạn tại vì sử dụng Coinbase thì nó nhanh gọn lẹ hơn đối với Thuận thì đây là cái thông tin lớn mà Thuận muốn mang đến cho các bạn thêm một sàn nữa bị kiện và đối đầu với tin tức này thì thượng nghị sĩ Lomas đây là một thượng nghị sĩ mà rất ủng hộ crypto thì cũng đã lên tiếng nói ở trên Twitter là SEC không thể tiếp tục lộng hành như vậy nữa nhưng mà chúng ta thấy được là cứ nói như vậy hoài nơi mà có thể tạo ra lực đó chính là quốc hội của Hoa Kỳ thì cứ tạo luật đi các bạn nếu như cứ nói hoài mà không có thông qua luật đó thì SEC sẽ tiếp tục lộng hành nữa cho nên tôi cảm thấy là bây giờ đã đến thời điểm rồi bây giờ một là ra luật hai là đừng nói gì nữa hết các bạn chứ cứ tiếp tục nói như vậy hoài cũng không có kết quả gì đâu Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những cập nhật liên quan tới Bitcoin Spot ETF. Thì chúng ta đã có một cái thông tin ngày hôm nay là ARK Invest, họ đã chỉnh sửa văn bản của họ. Thêm một lần nữa các bạn, đó là văn bản đề xuất Bitcoin Spot ETF và họ đã nộp lại cho SEC đây là lần thứ ba mà Ark Invest đã chỉnh sửa văn bản rồi thì nhìn một cách khác đó đây là một sự tiến triển các bạn họ chỉnh sửa lần thứ nhất lần thứ nhì sau đó họ được những cái thông tin từ SEC họ chỉnh sửa thêm nữa và đây là văn bản lần thứ ba rồi thì ít ra chúng ta cũng thấy được là có một sự tiến triển và đối với Bloomberg đó, thì họ vẫn nghĩ là khả năng cao sẽ có một Bitcoin Spot ETF nhưng mà cái điều thú vị đây là cách đây vài ngày thường đã chia sẻ với các bạn về cái khuyến nghị của SEC là những cái công ty này đó họ nên nghĩ đến việc là sử dụng tiền mặt cho những cái market maker, có nghĩa là những cái người tạo lập thị trường, tại vì nếu như mà bắt buộc những người tạo lập thị trường phải tự giữ Bitcoin và có thể cho phép những nhà đầu tư đó thông qua tạo lập thị trường để mà đổi giữa Bitcoin và tiền mặt đó thì nó rất là phiền phức cho những nhà tạo lập thị trường, nơi mà nên lưu trữ crypto đó chỉ là cái công ty phát hành ETF mà thôi. Nghĩa là trong cái ví dụ này đó chính là Ark Invest. Nhưng mà các bạn thấy được là cái đề xuất chỉnh sửa của Ark cũng không có theo khuyến nghị đó và vẫn nghĩ là cái nơi mà hoán đổi cổ phần và Bitcoin đó chính là ở những cái nhà tạo lập thị trường, ở những cái market maker các bạn. Thì đây là cái thông tin mới nhất liên quan tới Bitcoin Spot ETF cái thông tin này nó không có xấu cũng không phải là tốt các bạn. Nó chỉ là cái thông tin cho chúng ta thấy là mọi thứ vẫn đang diễn ra hiện tại. Và có một điều nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn là ngày hôm qua đó cũng đã có thông tin là cái đề xuất của Global X cũng đã bị trì hoãn rồi. Thì nói chung nó đây cũng là một cái thông tin mà nhiều người cũng đã hiểu là sẽ xảy ra. Tại vì nếu chúng ta nhìn vào lịch trình đó, thì các bạn đã thấy được là tuần vừa rồi chúng ta có hai cái đề xuất bị trì hoãn. Đó chính là đề xuất của Hasdex và đề xuất của Franklin. Và chúng ta đã thấy là một đề xuất nữa sẽ có hạn trong tuần này đó chính là đề xuất của Global X vào ngày 21 ngày là ngày mai đó thì chúng ta đã biết là SEC cũng đã trì hoãn luôn rồi nói chung thì tất cả vẫn trong dự kiến nghĩa là gì các bạn nghĩa là chúng ta không cần phải chờ đợi bất cứ thông tin nào từ SEC từ đây cho đến cuối năm nữa mà tất cả đều hướng về là ngày 10 tháng 1 các bạn ngày 10 tháng 1 là cái ngày mà SEC phải trả lời đề xuất của Ark Best đã chấp thuận hay là không chấp thuận và đương nhiên SEC không cần phải chờ đến ngày đó nếu như họ muốn chấp thuận nên thì họ có thể thông báo bất cứ lúc nào hoặc là họ muốn từ chối họ có thể thông báo bất cứ lúc nào các bạn nhưng mà tất cả đều hướng về là tháng 1 hiện tại hy vọng là chúng ta có thông tin sớm hơn khi nào mà có tin tức thì chia sẻ ngay với các bạn nhưng mà đối với lại Bitcoin Spot ETF thì chúng ta thấy được là Galaxy Digital của Mike Noborat thì họ cũng đã có một cái cuộc họp với lại rất nhiều những cái người gọi là quản lý tiền các bạn và tổng cộng đã có hơn 300 những người tư vấn đầu tư đã tham gia cái cuộc họp này và chúng ta được là phần lớn nó rất là hào hứng nói là khách hàng của họ đang chờ đợi để có một Bitcoin Spot ETF và ước tính chúng ta có thể có con số lên tới là 100 tỷ đô la các bạn có thể đi vào thị trường trường này rất là nhanh chóng khi mà chúng ta nhìn vào cái vốn hóa của Bitcoin hiện tại đó là 734 tỷ thì các bạn nghĩ là 100 tỷ đô la vào sẽ thay đổi như thế nào các bạn nên biết khi chúng ta nói tới tiền đi vào thị trường này đã đến từ những cái tổ chức đầu tư là những cái số tiền cash các bạn tiền mặt đi vào thị trường này có nghĩa là chúng ta có nghĩ như thế này vốn hóa và tiền vào nó không có phải là tương quan một trên một các bạn như là không phải là một đô tiền dùng để mà thu mua Bitcoin thì vốn hóa tăng là một đô đâu. Tại vì chúng ta biết vốn hóa đó là tính bằng cách là những giao dịch gần đây nhất nhân cho bao nhiêu Bitcoin tổng cộng là vốn hóa của thị trường. Có nghĩa là nếu chúng ta đột ngột có rất nhiều tiền dùng để mà thu mua Bitcoin đó thì sẽ dẫn đến là vốn hóa tăng rất là nhiều so với số tiền đi vào thị trường này. Cho nên chúng ta mới thấy được là những cái thời điểm như là năm ngoái đó khi mà chúng ta nghe thông tin liên quan tới FTX lúc mà chúng ta biết là Luna bị sụp đổ dẫn đến là Luna Foundation bán khoảng chừng là 1-2 tỷ đô la gì Bitcoin đó nhưng 1-2 tỷ đô la đó đã khiến cho giá đi xuống rất là nhiều các bạn tại vì đó là 1 2 tỷ đô la thật sự chứ không phải là vốn hóa cho nên nếu chúng ta nghĩ tới là 100 tỷ đô la vào trong thị trường này thì vốn hóa sẽ tăng lên rất là nhiều chứ không phải là chỉ tăng lên 100 tỷ đâu nhưng mà con số này đó là con số ước tính mà thôi chúng ta thực sự không bao giờ biết rõ được đâu các bạn đây là những cái ước tính những cái thông tin được chia sẻ từ những cái công ty nhưng mà các bạn đã biết là nhiều công ty thì họ ước tính là trong vòng vài năm chứ không phải là ngay lập tức đâu và đối với thuận đó, nó cũng không phải là cực kỳ quan trọng đâu các bạn điều quan trọng hơn đó là chúng ta có được thông qua hay là không chỉ cần được thông qua mà thôi đó, thì đó là một cánh cửa các bạn khi nào mà cánh cửa đã mở cửa cũng không phải là quan trọng đâu tại vì khi mà cánh cửa mở cửa rồi đó, thì tiền sẽ đổ vào trong thị trường này có thể là không phải bây giờ có thể là phải chờ đợi nửa năm một năm hai năm điều quan trọng hơn đó là cánh cửa đã có thì chỉ cần mở là sẽ có tiền vào các bạn chúng ta đang chờ đợi đó chính là SEC có cho phép có cánh cửa đó hay là không có cho phép của Bitcoin Spot ETF hay là không đây là một cái thông tin nó mang cái tính chất bullish dài hạn chứ không phải là chúng ta nghe cái thông tin được thông qua hay là bị từ chối là đó là cái thông tin cực kỳ tốt hay cực kỳ xấu ngay lập tức đâu các bạn nó sẽ có cái sự ảnh hưởng dài hạn chứ không phải là ngay bây giờ những gì chúng ta thấy giá cả phản ứng đó chỉ là những cái phản ứng ban đầu mà thôi chứ còn dài hạn nó mới là quan trọng chúng ta cũng có những cái tin tức như tin tức này là đến từ San Standard các bạn. Chi tiết hơn đó, đây là một cái chi nhánh gọi là San Standard Private Banking International. Đây là một phần của tập đoàn dịch vụ tài chính lớn Banco San Standard ở Tây Ban Nha và họ đã bắt đầu cung cấp cho khách hàng giàu có ở Thụy Sĩ khả năng giao dịch và đầu tư vào các loại crypto như là Bitcoin và Ether điều chúng ta thấy được đó là rất nhiều những cái ngân hàng họ sẽ bắt đầu từ những cái khách hàng giàu có tại vì sao các bạn nhiều bạn hỏi là tại sao những khách hàng thông thường không được thu mua mà phải là giàu có mới được thì tại vì những cái ngân hàng này đó họ chỉ bắt đầu là mới nhúng chân vào thôi các bạn họ sẽ nhúng chân vào một cách mà an toàn nhất có thể khi mà các bạn là một người giàu có rồi đó thì theo luật của nhiều quốc gia ở Hoa Kỳ là như vậy, không biết Thụy Sĩ ra sao các bạn. Khi các bạn là một người giàu có, có nghĩa là các bạn chứng minh tài sản của mình là bao nhiêu tiền đó, giống như tài sản hơn 1 triệu, 2 triệu gì đó, thì coi như các bạn là một người có tiền, thì dưới cái mắt nhìn của luật pháp, các bạn là một nhà đầu tư mà có kinh nghiệm, cho nên không cần phải được bảo vệ như những nhà đầu tư thông thường Cho nên lỡ như mà các bạn tham gia vào đầu tư Bitcoin hay Ether Đã bị thua lỗ Thì khả năng bị kiện hay là khả năng Là những người này nói là họ không biết là họ đang thu mua cái gì Cho nên họ bị ngân hàng lừa gạt Nó sẽ giảm đi rất là nhiều Cho nên những ngân hàng họ sẽ bắt đầu từ những người giàu có Rồi từ từ họ mới mở rộng ra các bạn và chúng ta nên biết là Banco Santander là một ngân hàng có lịch sử cực kỳ lâu đời các bạn, 160 năm và phục vụ 166 triệu khách hàng. Ngân hàng này đã quản lý tài sản của 210.000 khách hàng giàu có với tổng tài sản và tiền gửi lên đến 315 tỷ đô la. Trong vài tháng tới đó thì Santander nói là họ sẽ hỗ trợ thêm vài loại crypto khác nữa miễn là phù hợp với lại tiêu chí của ngân hàng. Chúng ta không biết những đồng kế tiếp là gì nhưng mà khả năng vẫn là những đồng lớn các bạn chứ họ sẽ không có bắt đầu là hỗ trợ những đồng nhỏ hơn đâu tại vì cái nguy hiểm nó sẽ tăng cao rất nhiều ngân hàng hôm nay là thứ hai nên thì chúng ta cũng có cái cập nhật đến từ con xe các bạn và chúng ta đang thấy được là tuần thứ 8 tám tuần liên tục chúng ta đã thấy được là tiền tiếp tục đổ vào trong thị trường này đến từ nhiều quỹ đầu tư. Và trong tuần này đây chúng ta đã có thêm 175 triệu đô la đã đi vào các bạn. Đây là thống kê từ ngày thứ hai tới ngày thứ 6 của tuần vừa rồi. Thì điều các bạn nên hiểu đó là có một số bạn nói là số tiền này sẽ thấy nhỏ như vậy. Thực sự không phải đâu các bạn. Thứ nhất, đây là trong vòng một tuần mà thôi. Thứ nhì nữa đó là đây là thống kê từ coin share đến từ một số quỹ thôi các bạn. Như các bạn nhìn thấy được là những quỹ mà chúng ta thấy là 21 share, pro share, purpose. Một số quỹ thôi chứ không phải đại diện cho tất cả các quỹ. Và nó cũng không tính những cái công ty đầu tư hay là những cái tổ chức hay là những cá nhân khác đầu tư vào trong thị trường này. Cho nên cái các bạn thấy chỉ là một phần rất nhỏ trong những cái tổ chức đầu tư như quỹ đầu tư mà thôi nhưng mà nó cũng cho chúng ta có một cách nhìn nho nhỏ là những cái quỹ đầu tư họ đang làm gì các bạn và họ tiếp tục đổ tiền vào trong thị trường này thì cái số tiền đổ vào trong tuần này đó đã đi vào những đồng nào thì các bạn thấy được là đã đi vào thứ nhất là Bitcoin 154 triệu đô la chúng ta thấy được là cái đó vẫn là solar nè. Cái số tiền đổ vào là 13.6 triệu đô la và chúng ta có multi asset như là cái quỹ mà có nhiều loại đồng trong đó thì 79 triệu. Chúng ta cũng có một phần nhỏ là 3.3 triệu đô la vào Ethereum. Nhưng mà điều thú vị hơn là chúng ta thấy được là có 8 triệu rưỡi đô la đã rời khỏi cái quỹ short Bitcoin các bạn. Không có short nữa. Và tiền đến từ đâu thì các bạn đã thấy được là tiền nhiều nhất là đến từ Canada trong tuần vừa rồi. Cái đó là nước Đức các bạn. Nước Đức vẫn là một trong những nước tiên phong thời gian gần đây. Đổ tiền vào trên thị trường này là 63.3 triệu đô la. Chúng ta thấy Thụy Sĩ là 35 triệu. Ngược lại đó thì chúng ta thấy Hoa Kỳ đã có 19 triệu đô la rời khỏi những cái quỹ này. Đây là cái thống kê mới nhất đến từ con share các bạn. Và có một uh, điều thường quên chia sẻ với các bạn đầu video đó. Là có một số bạn nói thường là lâu lâu thì thấy cái camera nó bị rung một chút. Tại vì hồi xưa đó thường để cái iPhone của Thuận ở trên cái màn hình thì khi mà Thuận đụng vào cái bàn thì nó rung một chút các bạn hôm nay Thuận đã để cái điện thoại trên một cái tripod riêng và nó sang một chút cho nên hôm nay cái angle mới khác một chút các bạn nhưng mà nó sẽ không có rung nữa đó là điều mà Thuận muốn làm để cho các bạn xem video đó thì không có bị chóng mặt các bạn nếu không nó sẽ rung thường xuyên chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái tin tức lớn nữa các bạn và tin tức này đó là liên quan tới một trang mà nhiều bạn thường hay sử dụng đó chính là trang CoinDesk các bạn, đây là một trang mà cung cấp tin tức giống như là Cointelegraph Thì tin tức hôm nay là gì các bạn? Tin tức đó là công ty Bullish Bullish không phải là các bạn nói Bullish Bearish Các bạn có một công ty tên là Bullish thực sự Công ty này đó là do một người có tên là Tom Farley Tom Farley là cựu CEO và chủ tịch của sàn chứng khoán New York Điều hành trước đây các bạn à, Để thuận cho các bạn nhìn thấy được uh, Tom Farley là ai đây là Tom Farley các bạn. Tom Farley này đó, trước đây là một người mà cũng rất có tiếng tầm trong phố Wall. Đây là một người mà đã đứng đầu sàn chứng khoán New York các bạn. Và bây giờ là CEO của công ty Bullets. Và công ty này, họ đã mua lại Coindex từ công ty DCG. DCG là công ty của Bear Schubert, như bạn cũng đã biết. Bear Schubert là người này các bạn người này cũng là người đứng công ty mẹ của công ty RayScale, RayScale cũng là thuộc quyền sở hữu của DCG. Nhưng mà bây giờ DCG đã bán Coindesk. Bán bao nhiêu đó chúng ta không có biết. Chỉ biết là thương vụ này đã được thực hiện bằng tiền mặt chứ không có phải là được thực hiện bằng nợ các bạn. Thì điều mà các bạn nên lưu ý đây đó, thông tin này mới đầu nghe các bạn cũng cảm thấy là nó cũng không phải là lớn gì. Nhưng mà thật ra đây là cái thông tin cũng rất là lớn các bạn. Bolus được Block One ra mắt vào tháng 11 năm 2021 với tư cách là một công ty độc lập thuộc công ty mẹ là Block One. Cái tên Block One này ra những người nào mà tham gia thị trường crypto từ năm 2017 đó thì sẽ nhớ rất là rõ tại vì Block One là công ty phát triển token US các bạn, US blockchain và đã thực hiện một trong những ICO lớn nhất và kéo dài nhất lịch sử kêu gọi được 4 tỷ đô la. Đây là cái ICO cực kỳ lớn các bạn và cái ICO này đã kéo dài tới cả năm luôn. Thì một phần số tiền này được dùng để mua Bitcoin và khiến cho Block One trở thành một những đơn vị sở hữu nhiều Bitcoin nhất Vượt qua cả MicroStrategy Thì Thuận chia sẻ phần này với các bạn để cho các bạn thấy được là công ty Block One nó không hề tầm thường các bạn Chúng ta có thể nhìn thấy được đây là những đơn vị mà đã lấy hết Bitcoin của các bạn chúng ta nhìn thấy được là Grayscale sở hữu rất nhiều Bitcoin 624.940 Bitcoin hiện tại Nhưng mà Grayscale là sở hữu cho nhiều khách hàng à, Chúng ta biết là trong đây đã không phải là tất cả thuộc về công ty DCG đâu Chúng ta đã thấy được là Grab Bitcoin thì không tính đi Đây là những cái Bitcoin trên những cái blockchain khác Khi các bạn dùng Bitcoin để mà làm thế chấp đó, Thì cái này là thông qua những giao thức chúng ta cũng sẽ không nói đến Nhưng mà chúng ta cũng đã biết là chính phủ Hoa Kỳ lưu trữ 41.000 491 Bitcoin mà chúng ta đã biết là Ukraine đó thì lưu trữ khoảng chừng 46.351 Bitcoin. Chúng ta nhìn thấy được là những công ty thì sao các bạn? Công ty trên sàn chứng khoán đó thì đương nhiên nhiều nhất vẫn là MicroStrategy 158.245 Bitcoin. Chúng ta có những công ty khác nhỏ hơn như là Tesla hay là công ty Block. Cái này là khác với Block One các bạn. Block này là công ty của Jack Dorsey, Riot Blockchain vân vân Tại vì công ty trên sàn chứng khoán chúng ta cũng hay nói tới nhưng mà bên dưới này chúng ta thấy được là công ty không trên sàn chứng khoán các bạn. Công ty tư nhân đó thì Block One lưu trữ 164 000 còn nhiều hơn cả MicroStrategy chị nữa. Và chúng ta thấy được là Malgox đương nhiên đây là tiền mà chờ đợi để mà trả cho những nạn nhân. Không biết khi nào mới trả các bạn năm nào cũng nghe hết nhưng mà đã kéo dài gần như là một thập kỷ rồi các bạn 10 năm rồi thì Malgox đang lưu trữ khoảng chừng là 141.686 Bitcoin thì chúng ta thấy được là Block One là một cái công ty lưu trữ rất là nhiều Bitcoin không hề đơn giản. Và Block One đã ra mắt sàn Bolus này và họ đã chăm vốn vào là 10 tỷ đô la các bạn. 10 tỷ đô la chứ không phải là con số nhỏ đâu. Và cái lần chăm vốn này đó là với sự góp mặt của những nhà đầu tư nổi tiếng như là Peter Thiel. Người này là một người mà rất nổi tiếng các bạn trong thung lũng Silicon. Đã là những người mà đổ tiền vào những cái công ty công nghệ giống như là chúng ta nói tới công ty Facebook. Chúng ta có Alan Howard, Louis Bacon, Richard Lee, Christian Anger Mayer và Mike Novorat các bạn của Galaxy Digital thì nói chung ra, chúng ta thấy được là Block One gây dựng ra sàn Bolus này với sự đóng góp của rất nhiều những người có máu mặt ở trong thị trường công nghệ cho nên đây không phải là có thương vụ đơn giản đâu các bạn Condex là một trang thông tin crypto lớn và Bolus là một công ty không hề tầm thường cho dù là các bạn ít nghe nói đến Hãy tưởng tượng đi, cái thương vụ này nếu như là Binance mua lại Coinbase, sức mạnh của Binance sẽ tăng như thế nào? hay là nếu như mà phải đeo thì mua tạp chí Wall Street hay là Blackrock mua lại Bloomberg thì sức mạnh của họ sẽ tăng ra sao các bạn? Mọi thứ đang trở nên rất là thú vị trong những năm tới các bạn. Rất rõ ràng đây là một trong những cách mà Block One muốn khống chế truyền thông các bạn. Chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ hiệp hội blockchain thì hiệp hội blockchain đó họ cũng đã đệ đơn kiện uh, liên quan đến cái sự việc của cái Dịch vụ trộn tiền Tornado Cash Chúng ta đã biết là Tornado Cash là một cái dịch vụ Mà các bạn có thể là gửi những cái crypto vào đó Sau đó trộn các crypto với nhau Để có thể là che giấu nguồn gốc Và cái dịch vụ này đó đã bị Bộ Tài chính của Hoa Kỳ Cấm vận các bạn Và điều này đó cũng khiến cho rất nhiều người là không có đồng tình Tại vì thứ nhất đó, họ nói là Tại sao lại cấm vận một cái mã nguồn trên căn bản Đây chỉ là một cái mã nguồn thôi các bạn Và bất cứ ai cũng có thể cung cấp vào cái mã nguồn này Cho nên cái mà gây ra những cái tội lỗi không phải là cái mã nguồn mà chính là những người xấu các bạn tại sao mà bộ tài chính không có đi truy lùng và đưa ra những biện pháp để mà ngăn chặn những người xấu đó chứ như chúng ta cứ nghĩ đi các bạn cầm cây dao các bạn có thể dùng cây dao để mà nấu ăn các bạn có thể dùng cây dao để mà làm chuyện xấu các bạn thì nếu như mà có một ai đó một nạn nhân nào đó liên quan đến cây dao thì có phải là chính phủ sẽ cấm giao rồi? không các bạn đương nhiên không phải rồi giống như là súng ống cũng như vậy giống như chúng ta nói tất cả đó như là internet cũng vậy các bạn rất nhiều người dùng internet để mà phạm pháp có phải là chính phủ sẽ cấm internet hay không hay là cấm bận internet tuy nhiên không phải đâu các bạn thì Tornado Cash cũng tương tự như vậy đó chính là cái lập luận không những là chỉ riêng từ hiệp hội blockchain mà cũng từ ứng cử viên tổng thống Vivek chúng ta cũng đã từng nói đến ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã thấy được đây là lập luận đến từ Hiệp hội Blockchain và không như vậy họ nói là bộ tài chính trên căn bản không có thẩm quyền để mà cấm hay là cấm vận một cái mã nguồn nào hết tại vì không có thẩm quyền đến từ quốc hội muốn cấm vận mã nguồn thì quốc hội cần phải giao cái quyền đó cho bộ tài chính của Hoa Kỳ Chứ nếu không bây giờ Bộ Thủy của Hoa Kỳ đang phạm quyền và đối với lại Hiệp hội Blockchain thì mã nguồn được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận. Cũng giống như là sách vở tới khi mà ra tòa thì tòa án xử sao chúng ta mới biết được. Nhưng mà tòa án Hoa Kỳ cũng đã làm chúng ta bất ngờ rất nhiều lần các bạn. Có rất nhiều những cái vụ kiện mà chúng ta nghĩ là khả năng sẽ không thắng nội SEC đâu. Nhưng mà chúng ta thấy được là lần này hết từ lần nọ. Tòa án Hoa Kỳ đã cho chúng ta thấy là họ thực sự là một cái đơn vị độc lập và họ có lập luận riêng của họ. Và nếu như mà họ ra quyết định là mã nguồn được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận thì wow các bạn là một cái tin tức lớn rất tốt cho thị trường crypto nói chung chúng ta cũng có một số những cái cập nhật liên quan tới OpenAI chị mời nào mà quan tâm đó, thì chúng ta đã thấy tới cuối cùng thì Sam Altman cũng đã không có trở lại để mà làm việc cho OpenAI họ đã có một cái CEO mới các bạn đó chính là cựu CEO của công ty Twitch sẽ là CEO mới của OpenAI, nghĩa là Sam Altman bây giờ ra sao? Thì chúng ta thấy được là Sam Altman và Greg Brockman. Sam Altman chính là người CEO cũ của, của OpenAI và Greg Brockman là chủ tịch của OpenAI. Nên hai người này đã từ chức rồi các bạn. Một người bị sa thải, một người bị từ chức. Rồi bây giờ họ đã quyết định là gia nhập Microsoft để lãnh đạo một nhóm nghiên cứu AI tiên tiến mới. Thì điều này đã cũng khiến cho nhiều người cảm thấy là bất ngờ và khó hiểu tại vì chúng ta đang nghe rất nhiều thông tin là Microsoft đã đầu tư rất nhiều vào OpenAI và cái số tiền tùy theo nguồn, nguồn này để là 10 tỷ, có nguồn để là 13 tỷ, nói chung là con số tính hàng tỷ đô la vào OpenAI họ mua rất nhiều cổ phần. Thì tại sao bây giờ họ lại mướn Sam Altman và Ray Brockman và để hai người này đó phát triển một cái AI mới, có phải là tự cạnh tranh với bản thân mình hay là không? Thêm vào đó nữa đó chúng ta cũng đã thấy được là có rất là nhiều những nhân viên đó thì họ cũng đã tuyên bố ra từ chức các bạn nói chung đó là chúng ta đang chứng kiến một sự việc là có khả năng là hàng trăm nhân viên sẽ từ chức OpenAI thì tại sao họ lại mạnh miệng như vậy? Có phải là họ sẽ cùng với lại Sam Altman và Greg Brockman để mà tham gia vào Microsoft hay là không? Khả năng là như vậy. Để thường cho các bạn thấy được là có một bài phỏng vấn ngày hôm nay đây là CEO của Microsoft các bạn thì cái bài phỏng vấn này thì chúng ta sẽ không có nghe đâu nhưng mà có một phần thì cảm thấy rất là thú vị. Tại vì bài phỏng vấn này chủ yếu nói những điều mà chúng ta đã biết rồi, nhưng mà có một phần cực kỳ thú vị là có câu hỏi là tại sao Microsoft lại mướn Sam Altman và Ray Brockman và khả năng là sẽ mướn hết tất cả nhân viên mà rời khỏi OpenAI. Thì CEO của Microsoft đã trả lời như thế này các bạn, nói là Microsoft 100% ủng hộ sự phát triển của công nghệ tiên tiến và đây là công nghệ AI và họ sẽ ủng hộ Trực tiếp hoặc là gián tiếp. Trực tiếp như là họ sẽ tự gây dựng ra một cái mô hình trí tuệ nhân tạo. Gián tiếp là họ đầu tư vào một công ty như là OpenAI. Điều này cực kỳ thú vị các bạn, tại vì các bạn nên biết là tuy chúng ta nhìn những cái thông tin như là Microsoft à, nói là sẽ đầu tư 13 tỷ đô la vào OpenAI hay là 10 tỷ đô la vào OpenAI. Một lần nữa như mà nào mà không rành thì chat GBT là của OpenAI. Nhưng mà cái số tiền mà OpenAI nhận được bây giờ chỉ là một phần nhỏ thôi các bạn Tại vì con số này không phải là họ ký cái check một cái một là họ giao tiền cho công ty OpenAI đâu Số tiền này sẽ được trả theo từng đợt thì cho tới bây giờ đó chỉ trả một phần nhỏ mà thôi. Các bạn nên biết là lịch sử của Microsoft như thế nào. Microsoft là một trong những công ty mà họ phát triển bằng cách là thu mua những công ty khác các bạn nếu như họ không đi cạnh tranh thì họ sẽ thu mua hay là họ sẽ mướn nhân tài để mà tự phát triển trở về cách đây rất lâu các bạn năm 1999 thì uh, các bạn nào mà ở Hoa Kỳ sẽ nhớ chúng ta có một cái dịch vụ gọi là AOL American Online các bạn, thì American Online này đó là một cái dịch vụ trước đây các bạn nhận được những cái đĩa CD, rồi các bạn dùng cái đĩa CD đó để mà install một cái browser, một cái chương trình duyệt các bạn hồi xưa chúng ta không có Google đâu, Google là mấy năm sau mới có lần, thì uh, chúng ta đã thấy được là rất nhiều người sử dụng AOL American Online, nhưng mà sau đó chúng ta thấy được là Microsoft đã đưa ra một cái phiên bản, và cái phiên bản Windows của họ đó đã có Microsoft Explorer Nghĩa là đây là một cái chương trình duyệt mà có sẵn và miễn phí luôn các bạn Dẫn đến là nhiều người sử dụng cái đó Họ không lý do gì sử dụng AOL nữa Dẫn đến là Microsoft đã hoàn toàn tiêu diệt AOL Về cái phương diện liên quan đến chương trình duyệt thời điểm đó Chúng ta cũng đã biết à, là gần đây đó thì Microsoft cũng đã phát triển mạnh một cái phiên bản giống như là Zoom các bạn Zoom là phiên bản các bạn dùng để mà hợp với lại công ty đó thì uh, chúng ta biết là có một phiên bản tương tự gọi là Microsoft Teams và đó là một phần của Microsoft Office và theo thùng biết đó nó rẻ hơn hoặc là miễn phí đó thùng không biết tại vì thùng không phải là người mà trả tiền ở công ty của các bạn nhưng mà công ty của Thuận đang làm bây giờ thì họ cũng đã bắt đầu rời khỏi Zoom và sử dụng Microsoft Teams À, nó đơn giản hơn và nó kết hợp với lại Outlook nó kết hợp với những cái khác thì đây cũng là một cách để mà Microsoft muốn tiêu diệt Zoom các bạn thì Microsoft là công ty mà cũng đã có nhiều lịch sử như vậy và cũng không có làm thần quá bất ngờ khi mà họ nhận thấy được là tình hình hỗn loạn của OpenAI đó nhiều người cho là wow các bạn Microsoft tính sau đây họ mới đầu tư quá nhiều tiền bây giờ lại có lục đục nội bộ ở OpenAI Nhưng mà ngày hôm nay rất rõ ràng Là CEO của Microsoft không phải như vậy Mà ông đang nắm bắt cơ hội này Nếu như mà ông có thể Lấy được hết nhân tài Của OpenAI Và tự phát triển một phiên bản riêng đó, Thì coi như cũng đã thành công Để mà tiêu diệt OpenAI rồi Và Microsoft sẽ là người dẫn đầu Với công nghệ tiên tiến nhất Tại vì tới bây giờ ChatGPT là cái phiên bản Model Language tốt nhất hiện tại Mà chúng ta biết Bây giờ ít ra hai người này Cũng đã thuộc về Microsoft rồi các bạn những cái sự việc này xảy ra cực kỳ nhanh luôn trong vòng chỉ có 3 ngày mà thôi thì nó đã đến cái thời điểm này rồi thì tương lai của OpenAI sẽ ra sao các bạn không ai biết được nhưng mà chúng ta thấy được là Jim Cramer đã lên tiếng ngày hôm qua nói là chị Ann Financial mới sánh được với mức độ hủy diệt vốn hóa của OpenAI thì dựa theo cái thuyết này đó tôi nghĩ là OpenAI chắc sẽ ổn thôi các bạn <laughs> thật ra dạy với bạn một chút mà thôi Chúng ta à, còn một vài thông tin nữa Chúng ta có cái thông tin này đến từ Elon Musk các bạn Thì Elon Musk cũng đã nói là Elon Musk sẽ kiện Media Matters Về việc à, là đưa ra những cái cáo buộc thông đúng Liên quan đến việc là Elon Musk và nền tảng X ủng hộ chống Do Thái Đó là hoàn toàn là không sự thật Nhưng mà hôm nay đó thì Elon Musk chia sẻ một tấm hình các bạn Tấm hình này là liên quan đến cái đơn kiện đến từ tổng trưởng lý của tiểu bang Texas cũng đã kiện Media Matters về việc là tấn công nền sản X Và một thông tin nhỏ nên thường muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà kết thúc video này thì các bạn có biết là trong năm 2022 người cao tuổi tại Hoa Kỳ đã mất hơn 1 tỷ mốt đô la các bạn lừa đảo do trí tuệ nhân tạo với các phương thức như là mạo danh và gian lận tài chính, sử dụng AI để mà mô phỏng giọng nói, tạo các mối quan hệ giả trên các trang web hẹn hò. Trường hợp của luật sư Gary Shihon, người suýt nữa bị lừa chuyển 9.000 đô cho AI mô phỏng giọng nói con trai. Luật sư này cho biết là giọng nói nghe rất thật và ông suýt chút nữa đã chuyển tiền. Các nạn nhân thường không báo cáo do xấu hổ hoặc là sợ hãi, khiến tổn thất thực tế có thể còn cao hơn chính quyền mỹ đang cố gắng tăng cường biện pháp đối phó và truy tố những cái vụ lừa đảo này thì đối với lại ai đó các bạn thấy được là song song với lại sự tiến bộ công nghệ cũng có nhiều rủi ro nhưng mà đó không phải lý do tại sao mà chúng ta không tiếp tục tiến tới các bạn những cái ngày đầu tiên của thương mại điện tử có rất nhiều lừa đảo nhưng mà không vì lý do đó mà chúng ta không chấp nhận thương mại điện tử thì chúng ta thấy được là ai cũng như vậy crypto cũng như vậy và thật ra một trong những giải pháp đó chính là dùng crypto các bạn những cái mạng lưới mà có cái độ an toàn cao đó thì các bạn có nghĩ đi các bạn có thể chứng minh bản thân của mình Bằng cách là các bạn sử dụng khóa cá nhân Giống như là sau này đó Nó quá tân tiến các bạn xem một Youtube video các bạn nghĩ đó là thuận Nhưng mà đó chỉ là một ai đó dùng AI Để mà lường gạt các bạn mà thôi Nhưng mà một chim cách mà các bạn có thể chứng minh được đó Chính là thuận có thể sử dụng khóa cá nhân của mình Để mà chứng minh Trên blockchain Đây là bản thân của thuận thì đó cũng là một trong những giải pháp mà chúng ta có thể áp dụng giữa AI với lại tiền điện tử các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Lindex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà. Giao dịch mà thôi. Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.